Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, thị trường nợ của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay ghi nhận sự hạn chế phát hành của các doanh nghiệp với công cụ trái phiếu. Điều này đi ngược với xu thế đã diễn ra ở năm 2019, khi trái phiếu là kênh gọi vốn chính của nhiều doanh nghiệp. Cụ thể thì tháng 2 năm 2020 cũng ghi nhận số lượng phát hành trái phiếu thất bại lớn khi tổng giá trị phát hành thực tế chỉ bằng 46% tổng giá trị đăng ký. Có thể thấy sự chững lại của kinh tế do dịch COVID-19 đã làm đảo lộn kế hoạch tài chính của nhiều doanh nghiệp, kể cả kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cơ hội nào cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2020? Các cơ quan quản lý sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy sự phát triển của thị trường này? Tất cả sẽ có trong chuyên đề chứng khoán cuối tuần với chủ đề Đầu tư chứng khoán thời COVID-19 phần 4, phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong những tháng đầu năm 2020 qua phần tổng hợp ngay sau đây. Thống kê tình hình phát hành trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX trong tháng 2 năm 2020 ghi nhận 90 đợt đăng ký chào bán với tổng giá trị 14.868 tỷ đồng. Trong đó, số đợt phát hành thành công là 71 đợt với tổng giá trị phát hành thực tế là 6.853 tỷ đồng. Số đợt đăng ký lẫn phát hành thực tế trong tháng 2 giảm mạnh so với tháng 1, dù tháng 1 trùng với thời điểm Tết. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, có 39 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng giá trị trên 18.707 tỷ đồng, trên số đăng ký là 37.102 tỷ đồng. Tháng 2 cũng ghi nhận số lượng phát hành trái phiếu thất bại lớn khi tổng giá trị phát hành thực tế chỉ bằng 46% tổng giá trị đăng ký. Nhóm bất động sản tiếp tục dẫn đầu với giá trị phát hành là 2.773 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 40%. Trong đó, chỉ 2 doanh nghiệp đã chiếm phần lớn khối lượng phát hành là công ty đầu tư phát triển bất động sản TNR Holding Việt Nam và tập đoàn Sovico. Đứng thứ 2 là nhóm công ty chứng khoán với giá trị phát hành là 518 tỷ đồng, chiếm 7,57%, chủ yếu là đợt phát hành của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam 500 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng chỉ đứng thứ 3 về khối lượng phát hành với 340 tỷ đồng trong tháng 2, chiếm 4,97%. Chỉ có 2 ngân hàng thương mại phát hành trái phiếu là Ngân hàng Á Châu ACB 230 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm và Tiên Phong Bank 552 tỷ đồng kỳ hạn 7 năm, đều là các trái phiếu đủ tiêu chuẩn tính vào vốn cấp 2. Các nhà đầu tư cá nhân mua 2.572 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2. Lũy kế 2 tháng năm 2020, nhà đầu tư cá nhân đã mua 4.926 tỷ đồng, trong đó mua trái phiếu bất động sản là 4.115 tỷ đồng, còn lại là mua trái phiếu TPB của Tiền Phong Bank. Một nghị định mới đang được Bộ Tài chính xây dựng với nhiều quy định nhằm quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định mới bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn về phạm vi phát hành trái phiếu, khối lượng cũng như tần suất phát hành trái phiếu, minh bạch công bố thông tin với mục tiêu lành mạnh hóa hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Chẳng hạn, nghị định mới làm rõ phạm vi phát hành và giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Trái phiếu riêng lẻ chỉ được phát hành và giao dịch trong phạm vi 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong suốt vòng đời của trái phiếu. Qua đó, giảm bớt tình trạng doanh nghiệp chia nhỏ thành nhiều đợt phát hành và nhiều mã trái phiếu. Nghị định bổ sung quy định về khối lượng phát hành trái phiếu được phát hành, đảm bảo dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ không vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất cung cấp. Trường hợp doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu thì lựa chọn kênh phát hành ra công chúng với tiêu chuẩn điều kiện cao hơn và công khai minh bạch hơn. Về tần suất phát hành, các đợt phát hành phải cách nhau tối thiểu 6 tháng và quy định trái phiếu phát hành trong mỗi đợt phải có cùng điều kiện điều khoản. Về lãi suất phát hành, dự thảo bổ sung quy định về trần lãi suất phát hành theo quy định tại Điều 468 Luật Dân sự năm 2015, không quá 20% một năm và quy định chi phí trả lãi trái phiếu là chi phí lãi vay của doanh nghiệp khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Dự thảo mới cũng yêu cầu doanh nghiệp minh bạch hơn trong hoạt động công bố thông tin. Thời gian công bố thông tin trước các đợt phát hành được rút tối thiểu từ 10 ngày làm việc xuống tối thiểu 3 ngày làm việc.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có diễn biến ngày càng khó lường, hầu hết các hoạt động kinh tế của cả nước bị hạn chế, thị trường tài chính Việt Nam nói chung cũng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có những tháng ngày khó khăn, trái ngược với những kỳ vọng trước đó về một năm 2020 bùng nổ. Cụ thể ra sao, mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Năm 2019 khép lại với sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Điều này khiến cho các thành viên trên thị trường đều đặt kỳ vọng vào sự phát triển của kênh gọi vốn này trong năm 2020. Tuy nhiên, sau sự kiện dịch bệnh SARS-CoV-2 bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực. Dịch COVID trong thời gian vừa qua đã đẩy giá cổ phiếu giảm rất sâu và có thể đây là một thị trường tương đối hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn. Và vì thế, những nhà đầu tư khi tham gia thị trường phiếu là những nhà đầu tư rất nhiều tiền. Họ có thể nhìn thấy cơ hội từ thị trường này và chuyển một dòng tiền sang thị trường cổ phiếu. Chính vì thế, cái lượng tiền để tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2020 này sẽ không còn dồi dào như trước và có thể sẽ nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn khi huy động vốn. Khả năng hấp thụ của thị trường đã trở nên kém đi sau khi các ngân hàng thương mại không được phép mua trái phiếu doanh nghiệp nhằm mục đích cơ cấu lại nợ vay. Và cần nhớ rằng nhóm ngân hàng là đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất trong năm ngoái, chiếm hơn 30% khối lượng phát hành. Và bên cạnh đó thì tình hình dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều xáo trộn tới kế hoạch tài chính của nhiều doanh nghiệp và khiến cho doanh nghiệp trì hoãn việc phát hành. Cùng với đó, tỷ lệ hấp thụ khoảng 26% giá trị phát hành thì nhà đầu tư cũng cho thấy họ trở nên thận trọng hơn trước những tài sản rủi ro như trái phiếu doanh nghiệp do những lo ngại liên quan đến vấn đề trả nợ của doanh nghiệp. Mặc dù chịu không ít những tác động từ COVID-19, nhưng theo một số nhà đầu tư, đây là cơ hội tốt để thị trường này kiểm nghiệm lại chất lượng của các sản phẩm trái phiếu do doanh nghiệp phát hành. Sắp tới sẽ là quãng thời gian khó khăn cho thị trường này. Tuy nhiên, đây là một cơ hội để cải tổ thị trường trái phiếu mới sơ khai. Theo đó, thì các doanh nghiệp mà có cái trái phiếu lợi suất thì cao nhưng rủi ro đi kèm cũng cao đối với nhà đầu tư, thì đây sẽ là cơ hội để chúng ta kiểm tra lại, thị trường có thể sàng lọc lại những cái trái phiếu doanh nghiệp tốt cũng như là giảm thiểu rủi ro cho thị trường nếu như mà thị trường trái phiếu này tiếp tục bùng nổ. Ngoài ra thì trong tương lai sắp tới, thị trường trái phiếu theo tôi cũng sẽ vẫn được hưởng lợi từ dòng tiền giá rẻ của các ngân hàng trung ương thế giới vừa mới bơm ra để kích thích các nền kinh tế điển hình như là châu Âu, Mỹ và các nước châu Á. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển như một sân chơi đầu tư chuyên nghiệp, thì cơ quan quản lý cần sớm hình thành một sàn riêng dành cho sản phẩm này. Cùng với đó là sớm ban hành các thông tư nghị định mới, giúp các doanh nghiệp tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách bài bản, đem lại sự phát triển bền vững cho toàn thị trường. Bài toán đặt ra đối với kênh trái phiếu doanh nghiệp vẫn nằm ở thứ nhất là các biện pháp kiểm soát của các cơ quan quản lý để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư. Khi mà chúng ta biết rằng có một tỷ trọng tương đối lớn các nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp là các nhà đầu tư cá nhân. Và đối với các nhà đầu tư cá nhân thì cái khả năng nhận định về rủi ro của trái phiếu thì sẽ thứ nhất là họ sẽ bị hạn chế hơn so với các nhà đầu tư tổ chức. Nhưng đồng thời cái công cụ nợ là trái phiếu doanh nghiệp nó cũng cần có cái khả năng đánh giá rủi ro cao hơn so với một dạng công cụ khác là cổ phiếu niêm yết. Điều này khiến cho các nhà đầu tư cá nhân khi mà tham gia vào thị trường này sẽ chịu rủi ro lớn hơn. Đối với các cái quy định liên quan đến phát hành trái phiếu thì như các cái quy định liên quan đến sửa đổi chứng khoán mà có liên quan đến các cái điều khoản đến phát hành trái phiếu thì cũng đã được sửa rồi. Tuy nhiên, để những cái điều khoản đưa vào thực tế thì nhiều khả năng là sẽ phải có các cái thông tư, nghị định được ban hành hướng dẫn để thực thi cái luật này, thì nhà đầu tư cũng rất mong muốn rằng là sẽ được sớm được sửa trong thời gian tới, được ban hành các cái thông tư nghị định đó để sớm được đưa cái quy định vào vận hành và nó giúp cho cái thị trường trái phiếu Việt Nam ngày càng minh bạch, ngày càng phát triển và nhà đầu tư cũng sẽ có thêm cái kênh đầu tư mới thay vì chỉ có đầu tư chứng khoán là cổ phiếu hay là đối với thị trường phái sinh. Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả của các doanh nghiệp trên thế giới. Tại Việt Nam, nếu thị trường này được hoàn thiện, chắc chắn cũng sẽ trở thành một kênh gọi vốn hiệu quả của các doanh nghiệp. Mới đây, phóng viên của VITV đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội HNX về những vấn đề xoay quanh sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với VIPTV. Đối với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp, đây là một thị trường đang phát triển rất là sôi động trong thời gian vừa qua. Thì anh có thể chia sẻ một chút những cái số liệu về các cái đợt phát hành cũng như là các cái đơn vị phát hành trong thời gian vừa qua như thế nào? Trong năm 2019 thì Sở hữu chứng khoán Hà Nội được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tiếp nhận và công bố các cái thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và xây dựng cái chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện công bố thông tin theo cái nghị định 163. Thì khi đến nhiệm vụ thì chúng tôi một mặt vừa tiến hành xây dựng chuyên trang, một mặt đồng thời cũng tiếp nhận các cái thông tin của trái phiếu phát hành trái phiếu doanh nghiệp và công bố trên website của Sở chứng khoán Hà Nội. Tính từ tháng 4 năm 2019 đến hết tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 1.000 các cái đợt phát hành thông tin về các cái đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, với một cái quy mô của đợt phát hành, các đợt phát hành là 308.000 tỷ đồng. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành thì tập trung vào những cái doanh nghiệp mà ở lĩnh vực nào? Tuy nhiên thì phần lớn trong các cái chiếm đến 36% các đợt phát hành này thì là của các ngân hàng thương mại, ngoài ra là của các cái công ty bất động sản và các cái doanh nghiệp trong các ngành nghề khác. Thì chúng tôi đánh giá là cái theo thống kê của chúng tôi là từ năm 2014 đến 2019, trong 5 năm này thì tổng số các cái tăng trưởng bình quân của trái phiếu doanh nghiệp là cỡ khoảng 38% một năm. Thì so với cái tăng trưởng và tín dụng là 14% một năm thì như vậy là cái huy động vốn bằng trái phiếu nó đã có cái phát triển rất là tốt. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là các trong tương lai thì việc phát triển của trái phiếu doanh nghiệp cũng sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa. Tuy nhiên thì cái tốc độ phát triển này thì nó cũng chưa đáp ứng được theo cái như kỳ vọng, và theo chúng tôi đánh giá thì nó có một số các nguyên nhân. Thứ nhất là các cái cơ sở nhà đầu tư thì chưa đa dạng. Hiện nay thì chủ yếu thì vẫn là các cái ngân hàng thương mại tham gia trên thị trường, mà cũng chưa có nhiều các cái quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí tham gia. Theo như cái chiến lược phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020 của chính phủ đề ra thì và tầm nhìn 2030 thì cái quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2020 thì sẽ phải đạt khoảng độ 7% GDP và sẽ là khoảng độ 20% GDP vào năm 2030. Như vậy thì nghĩa là cái dư địa để phát triển thị trường này đang còn rất là lớn. Có nhiều ý kiến cho rằng những cái đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp vừa qua thì tăng trưởng khá là nóng và có nhiều đơn vị thì phát hành với cái mức lãi suất rất là cao, cũng chưa có một cái quy định gì cụ thể để quản lý cho những cái đợt phát hành này. Vậy thì về phía sở có những cái đề xuất như thế nào để quản lý cũng như là kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp ạ? Ta cũng cần phải có một số các cái giải pháp để nào mà giúp cho thị trường tăng phát triển hơn. Ví dụ như là chúng ta cần phải có một cái công ty định mức tín nhiệm tham gia để định mức các cái tín nhiệm cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Thứ hai là cũng cần phải có các cái công ty về định giá trái phiếu chuyên nghiệp để có những cái hiểu biết sâu sắc về thị trường, và đồng thời thì cũng phải nên tăng cường thêm các công cụ để phòng ngừa rủi ro khi mà cho các thị trường trái phiếu doanh nghiệp này. Thì về phía Sở Giao dịch Hà Nội chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ khẩn trương và tích cực hoàn thiện cái trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp để làm thế nào đưa thông tin cách nhanh nhất và đầy đủ nhất về các cái đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đến với nhà đầu tư, góp phần giúp cho thị trường phát triển một cách minh bạch và lành mạnh và giúp cho nhà đầu tư có những cái quyết định đầu tư hiệu quả. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.